Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Chu Mộng Long. Địa Linh Nhân Kiệt, cái con khỉ. Giải thích hiện tượng bộ ba Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Phạm Công Tạc vào lò. Đại tá nhà văn Sương Nguyệt Minh phán rằng, dưới góc nhìn văn hóa, Hà Nội, Địa Linh Nhân Kiệt đã vật chết các loại nhân mạc như cái bộ ba ăn cước muỗi này. Địa Linh Nhân Kiệt không có cửa cho nhân mạc ngồi thống trị. Tôi bèn cãi, Địa Linh Nhân Kiệt cái con khỉ, đất quần ngư tranh thực thì có, thảo xuống thì chung lên, chung xuống thì anh lên, nay anh xuống thì cũng bấy nhiêu chuyện. Cụ bá đã nói rồi, méo có sai đâu. Cựu điệp viên công an giác ngộ Thiên Chúa Giáo Phaolô Nguyễn Hoàng Đức và dân kẻ chợ vào hùa tán dương Sương Nguyệt Minh và chửi tôi rằng thầy giáo Trung Nam Bộ thì chỉ có thế, rằng tôi hồ đồ và nói như cờ cờ cờ. Không chừng nhà văn sợ xung đột mà phải xóa còm của tôi, dập tắt mất cái tiếng chửi rủa hùa theo đang diễn ra sôi nổi. Anh Lại Nguyên Ân hưởng ứng nhận xét của tôi, thêm ý Sương Nguyệt Minh quen viết sử thi nên ngộ nhận quần ngư tranh thực thành Địa Linh Nhân Kiệt. Sương Nguyệt Minh nhột mà than rằng anh Lại Nguyên Ân chưa đọc hay không đọc văn Sương Nguyệt Minh bao giờ nên chẳng hiểu gì. Tôi không chê văn của Sương Nguyệt Minh, nhưng nói thẳng luôn rằng không phải văn sử thi mà là văn đồng bóng, ảnh hưởng bởi não trạng của mấy cái viện ma học. Không chừng bị dân kẻ chợ ào ra chửi tiếp và cũng bị chính chủ thất dập xóa luôn cho nó ôn hòa. Đang vui thì gây lộn càng vui. Tôi nhường chiếu trên trang tôi đây, phơi cả mâm cao cổ đầy để kích thích dân kẻ chợ chửi nữa cho vui. Tôi sẵn sàng ngoáy tay hứng tiếp. Tôi thách Sương Nguyệt Minh dẫn ra được bằng chứng lịch sử rằng Thăng Long là mảnh đất Địa Linh Nhân Kiệt, trừ dựa vào cái văn bản chiếu dời đô của Lý Công Uẩn tự cho đó là Địa Linh Nhân Kiệt. Trong một bài viết nói về chiếu dời đô, tôi đã vạch ra rằng trước khi có tên Thăng Long lấy tích rồng bay ở trong giấc mơ đồng bóng của vua Lý, đây là mảnh đất Kẻ Chợ. Cái tên Kẻ Chợ vốn là vùng sông nước trên bến dưới thuyền dân làm gốc. Dân gốc làm nghề bán cá. Nước chảy về chỗ trũng, như lời của Sương Nguyệt Minh phán thì đúng rồi. Nhưng khi nước mang tinh hoa về thì cũng mang luôn vô số cặn bã. Mà cặn bã ở đây không lắng xuống mà nổi lên phên, rất ô nhiễm mỗi khi nước lụt đội từ cổng rãnh, thôi thối lên. Chính vì mảnh đất quần ngư tranh thực mà trong lịch sử, nhà Trần bày trò, nam nhân kế, lật nhà Lý, giết cả họ nhà Lý để lên thay. Anh em nhà Trần vì gái gú, vì ngai vàng mà tranh chấp đến huynh đệ tương tàn, đến bán nước như Trần Ích Tắc. May nhờ quân Mông Nguyên đến mới hợp lực đánh giặc để giữ thái ấp cho dòng họ mình. Đến lượt Hồ Quý Ly lật xong nhà Trần, chỉ vì quá sợ hãi cái đám quần ngư ở đây nên mới lo dời đô về Thanh Hóa. Cũng không ngẫu nhiên mà cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm thấy Nguyễn Hoàng ở đất Kẻ Chợ ngày nào sẽ bị cái đám quần ngư ăn thịt ngày nấy mới chỉ dẫn vào Nam. Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Nếu không phải quần ngư tranh thực thì Nguyễn Trãi đã không chạy trốn về Côn Sơn và không bị truy diệt cả ba họ sau khi tưởng đã ẩn thân an bình nơi hốc núi. Cuối cùng tôi thách Sương Nguyệt Minh dẫn ra bằng chứng lịch sử rằng có bao nhiêu nhân kiệt xưa nay do mảnh đất Hà Nội sinh ra so với vô số hiện tài nơi khác đến. Vua Lý, vua Trần, vua Lê, Nguyễn Trãi, Mạc Đình Chi, Nguyễn Du do dân góc Kẻ Chợ đẻ ra chăng? Ngay cả những người được đẻ ra ở vùng ven Hà Nội như Tô Hiến Thành, Chu Văn An cũng là do các đời quan trước di cư đến và đẻ ra đấy. Kể cả nhân tài hiện nay đang sống và làm việc trên đất Hà Thành, đếm thử có mấy người gốc Kẻ Chợ. Nói thật, nếu mảnh đất Ôn Văn Vật ấy đẻ ra nhân kiệt thì cũng cỡ thánh cuồng Phaolô Nguyễn Hoàng Đức và cái đám sĩ phu lúc nào cũng vinh váo rằng tàu dân Hà Nội gốc. Hay cả cái đám người luôn vơ Tràng An của Hoa Lư thành của mình, ngốc nghếch đến mức biến câu ca dao mỉa mai thành ca ngợi Hà Nội, rằng chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Tôi cứ hình dung cái mảnh đất mà nịnh thần mang gương mặt Chu Ngọc Anh phải đông gấp 700 lần trung thần Chu Văn An, thì mới có chuyện sư biểu Chu Văn An phải bị đầy ra rìa hay bỏ chạy sau khi dân sớ chém đầu 7 nịnh thần làm nát triều đình. Ông bạn nhà văn Sương Nguyệt Minh còn tự hào đất Hà Nội, Địa Linh Nhân Kiệt, không có cửa cho mạc nhân ư.
Không dám đâu, không chỉ mở toang cửa mà còn sinh sôi con đàn trấu đóng trên các khu đất kim cương, đất vàng, đất bạc ấy. Nhân danh văn hóa mà phán rằng Hà Nội địa linh nhân kiệt đã vật chết các nhân mạc như Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh là cái nhìn đồng bóng hơn cả hình ảnh Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh thắp nhang lạy hồn các nạn nhân Covid che chở cho mình tai qua nạn khỏi vậy. Nếu muốn mượn đồng bóng để đe dọa quan tham, gian thần, nịnh thần thì phải viết thế này: 30.000 oan hồn chết vì Covid đã không che chở cho quân ăn cứt mũi mà vật chết trong lò của cụ Tô, cụ Tổng, bạn Sư Nguyệt Minh ạ. Vừa rồi là bài viết của tác giả Chu Mộng Long. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận sau.